Chúng ta đã biết là có một số loài Pokemon di cư từ vùng này sang vùng khác để sinh sống, từ đó có thể biến đổi và thích nghi với môi trường mới. Song cũng có một số Pokemon không phải thuộc về hành tinh này mà đến từ ngoài vũ trụ hay thậm chí là từ một không gian khác. Có một số loài thì khá hiển nhiên bởi vì đấy là cách mà chúng được giới thiệu. Kiểu như Arceus và bộ ba kiến tạo đã xuất hiện từ cái thuở vũ trụ sơ khai thì không nói làm gì. Nhưng vẫn có một số loài khác chỉ được phỏng đoán dựa theo nghiên cứu và được đưa vào thông tin Pokédex của chúng. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số Pokemon như vậy mà tôi biết nhé. Cleffa, Clefairy và Clefable được cho rằng đến với trái đất của thế giới Pokemon từ những mảnh sao băng. Bất cứ khi nào có mảnh thiên thạch rơi xuống là kiểu gì cũng có một con Cleffa ở gần đó. Cleffa mang hình dáng như một ngôi sao năm cánh và được cho rằng là hóa thân của sao băng, kiểu như khi ngôi sao đó chết đi sẽ rơi xuống và hồi sinh thành Cleffa hay gì đấy. Thông tin của Clefable thì cũng nói rằng mỗi khi Pokemon này chăm chú ngắm nhìn lên mặt trăng là do khi đó nó đang nhớ nhà, và trong những đêm tĩnh lặng nó có thể nghe được tiếng của đồng loại trên mặt trăng. Clefairy và Clefable thường tập trung nhảy múa vào những đêm trăng tròn. Đây là nghi thức trước khi tiến hóa bằng đá mặt trăng của chúng. Điều này đã được tái hiện khá là nhiều trong cả game và anime. Lần đầu tiên mà Clefairy xuất hiện trên anime ở vùng Kanto đó là khi chúng nó đi ăn trộm đồ đạc thiết bị của con người để sửa cái đĩa bay bị rơi của chúng. Sau cùng thì đĩa bay đó cũng đã khởi động lại được nhưng mà lại bị rơi tiếp ở một ngôi làng khác. Tiếp tục sang phần Johto, chúng ta lại có một chiếc đĩa bay bị rơi của một nhóm Clefairy nữa. Nếu mà tôi có 1.000 cho mỗi lần đĩa bay của Clefairy xuất hiện trên anime thì tôi sẽ có 2.000. Tuy là không nhiều lắm nhưng mà vẫn khá kỳ cục khi mà nó xảy ra 2 lần. Deoxys thì là một Pokemon khá hiển nhiên bởi vì anh em đã thấy cái cách mà nó xuất hiện trong cái movie thứ 7 của Pokemon là Destiny Deoxys nếu mà nó đánh nhau kịch liệt với Rayquaza. Và trong Delta episode của Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire cũng đã tái hiện lại trận chiến này ở một đẳng cấp còn cao hơn nữa khi mà chúng ta cưỡi con Ray bay ra ngoài vũ trụ để đánh nhau với nó. Pokédex mô tả rằng đây vốn là một loại virus ngoài vũ trụ. Nó rơi xuống trái đất cùng với một thiên thạch và tác động của tia laser đã biến đổi DNA của con virus này, tạo ra một Pokemon tên là Deoxys. Khi mà tương tác với những mảnh thiên thạch vỡ thì nó còn có thể tự biến đổi hình dáng của mình. Đây là một Pokemon cực kỳ thông minh, viên ngọc ở giữa cơ thể của nó thực ra chính là bộ não. Chừng nào mà cái viên ngọc này còn tồn tại thì dù cho Deoxys có bị tổn thương đến đâu cũng sẽ có thể tự phục hồi lại như cũ được. Một Pokemon nữa cũng được rơi xuống theo thiên thạch, đó là Eternatus. Chỉ qua ngoại hình của nó thì anh em có thể thấy được cái độ dị hợm của sinh vật ngoài hành tinh rồi. Đây có thể nói là một trong những thiết kế khác biệt nhất của thế giới Pokemon. Hình dạng Eternal Mask của nó còn thể hiện rõ điều này hơn nữa. Chúng ta có đem hình con này dán vào một lá bài Yu-Gi-Oh thì chắc là cũng không có ai nghi ngờ gì đâu. Khía cạnh vũ trụ của Eternatus còn được thể hiện qua dạng năng lượng mà nó lan tỏa ra khắp vùng đất Gala, được gọi là Gala Particle. Năng lượng này giống như là phóng xạ, gây ảnh hưởng cực lớn đến hệ sinh thái, và Chủ tịch Rose đã mong muốn biến nó thành một nguồn năng lượng vĩnh cửu, kiểu như là lò phản ứng hạt nhân hay là nhà máy điện nguyên tử vậy. Cái tên Eternatus và Mugendaina cũng được đặt cho nó vì lý do này. Năng lượng của Eternatus khiến cho những Pokemon của vùng Gala có thể Dynamax hóa khổng lồ, cũng giống như là nhiễm phóng xạ sinh ra Godzilla vậy. Pokemon tiếp theo thì bản thân của nó đúng là một ngôi sao băng theo nghĩa đen luôn, đó chính là Jirachi. Dựa trên niềm tin của con người là nếu như nhìn thấy sao băng, mọi điều ước sẽ có thể trở thành hiện thực. Jirachi mang hình dáng của một ngôi sao, với tà áo phía sau giống như đuôi của nó khi bay ngang qua bầu trời. Pokemon này dành thời gian chủ yếu để ngủ ở ngoài vũ trụ. Giấc ngủ của nó kéo dài đến 1.000 năm và chỉ tỉnh dậy 7 ngày. Và vì một lý do nào đấy, nó dành 7 ngày này để xuống trái đất. Đôi khi nó cũng có thể tỉnh dậy nếu như được nghe một giọng hát thuần khiết. Trong thời gian tỉnh táo ít ỏi của mình thì Jirachi có thể biến mọi điều ước thành hiện thực. Trong anime thì nó không thể tạo ra được những thứ mà người ta ước mà chỉ là dịch chuyển những vật đó từ nơi khác đến mà thôi. Còn trong manga thì những điều ước đó sẽ được thực hiện nếu như ghi lên 3 lá bùa gắn trên đầu Pokemon này, cho nên là nó chỉ có thể thực hiện được 3 điều ước. Anh em có cần thêm thiên thạch nữa không? Bởi vì tôi vẫn còn một cái cuối cùng đây này. Lunatone và Solrock đều được liệt kê là Pokemon mảnh thiên thạch trong Pokédex.
Và ở bản game đầu tiên mà chúng xuất hiện đó là Ruby, Sapphire và Emerald thì chúng chỉ có thể được tìm thấy ở hang Meteor Falls. Hai Pokemon này được phát hiện lần đầu tiên cách đây khoảng 40 năm ở quanh vùng thiên thạch rơi xuống, và người ta phỏng đoán rằng Solrock có nguồn gốc từ mặt trời, còn Lunatone có nguồn gốc từ mặt trăng, nhưng mà đây cũng chỉ dừng lại ở phỏng đoán thôi. Một Pokemon nữa cũng chỉ dựa vào phỏng đoán, chúng ta có gia đình nhà Staryu và Starmie, những Pokemon rất quen thuộc với anh em xem anime từ lâu rồi. Tuy là được dựa trên loài sao biển, nhưng mà có vẻ như Staryu và Starmie lại liên quan đến sao nhiều hơn là liên quan đến biển. Loài Pokemon này thường tụ tập vào buổi tối, khi đó những viên ngọc giữa cơ thể của chúng sẽ phát ra ánh sáng nhấp nháy và truyền tín hiệu radio ra ngoài vũ trụ, như thể là chúng đang tìm cách giao tiếp với đồng loại trên các vì sao. LGM và BEM được thiết kế dựa trên hình ảnh người ngoài hành tinh mà chúng ta hay thấy trên phim, kiểu đầu to người nhỏ, da xanh rồi kèm theo một cái công nghệ chớp nháy. Ngay cả cái tên của chúng nó cũng được dựa trên những từ viết tắt LGM tức là Little Green Man và BEM là Bug Eye Monster. Đây là hai Pokemon được giới thiệu ở vùng Unova, vùng đất dựa trên nước Mỹ, nơi có rất nhiều thuyết âm mưu về việc người ngoài hành tinh tồn tại, như là vùng 51 hay là sự kiện Roswell. Những sức mạnh giả tưởng của người ngoài hành tinh cũng được thể hiện trên hai Pokemon này khá rõ, từ khả năng xóa ký ức của những ai nhìn thấy chúng hay là vụ bắt gia súc trên những cánh đồng. Thông tin Pokédex của LGM cũng phỏng đoán rằng chúng mới chỉ bắt đầu xuất hiện từ cách đây khoảng 50 năm trước, và trùng hợp thay cũng có một vụ đĩa bay ngoài hành tinh rơi xuống vào khoảng thời gian đó. Trên anime thì chúng ta có được tận mắt chứng kiến chúng nó lái đĩa bay luôn. Ngoài những Pokemon đến từ vũ trụ, chúng ta còn có những Pokemon đến từ chiều không gian khác, đó là các Ultra Beasts. Chính ra thì cũng không hẳn là trên trời rơi xuống, nhưng mà mấy cánh cổng không gian được mở ra để đưa chúng nó đến đây thì cũng toàn xuất hiện ở trên cao, cho nên theo nghĩa đen chắc vẫn đúng nhỉ. Những cánh cổng này được gọi là Ultra Wormhole, lần đầu tiên được mở ra bởi tập đoàn Ether Foundation. Để tôi giải thích thêm ngoài lề một chút, thì cái tên của tập đoàn này, Ether, vốn được lấy từ tên một loại nguyên tố bí ẩn mà các nhà vật lý cổ xưa từ Aristotle cho đến Newton cho rằng là một loại chất liệu vô hình lấp đầy các khoảng trống không gian trong vũ trụ, kiểu như nó không thể nào trống không được mà phải có cái gì đấy chứ, đúng không? Đây cũng là thứ vật chất đã khai sinh ra hẳn một môn khoa học huyền bí gọi là thuật giả kim. Con người đã nghiên cứu và đặt giả thuyết về Ether suốt hơn 2.000 năm chỉ để dẫn đến kết quả là con số 0, nhưng mà chắc chắn là người ta vẫn chưa ngừng tìm kiếm nó. Ngắn gọn thì đây là một công cuộc tìm kiếm thứ chất liệu không thuộc về thế giới này, giống như là cái cách mà Ether Foundation tìm kiếm các Ultra Beasts vậy. Cho đến hiện tại chúng ta đã biết đến 11 loại Ultra Beasts, mỗi con có nguồn gốc từ một thế giới riêng ở trong Ultra Space, có rừng rậm, có sa mạc, có biển sâu, đại khái cũng chỉ là hình ảnh thôi chứ không có gì nhiều để nói lắm. Có thể đây vẫn chưa phải là tất cả mọi thứ về Ultra Space mà tiềm năng của nó là vô hạn. Biết đâu cho đến khi Gen 7 Remake hay là gì đấy, chúng ta lại được biết đến nhiều loài Ultra Beasts mới đến từ những chiều không gian mới thì sao? Tất cả những thế giới thuộc về Ultra Space, thậm chí là một phần của thế giới Pokemon, cụ thể là quần đảo Alola, vốn đều được soi rọi bởi ánh sáng của Necrozma, cho đến khi Necrozma bị tấn công bởi một đám người ở Ultra Megalopolis và trọng thương, khiến cho nó không thể bắn phát ánh sáng được nữa. Nghiên cứu của giáo sư Kukui vùng Alola cho rằng những viên pha lê Z chính là những mảnh vỡ từ cơ thể của Necrozma. Với hình dáng không hoàn hảo của mình, Necrozma trở nên điên loạn, thèm khát ánh sáng và bắt đầu ăn cắp ánh sáng của những thế giới khác. Trong anime thì ban đầu Necrozma cũng bị con người lầm tưởng là một Ultra Beast và được đặt cho ký hiệu là UB Black, sau đó nó đã được xác nhận lại. Tuy nhiên ở một số mảng khác, ví dụ như thẻ bài chẳng hạn, thì Necrozma Dustman, Dawnwing và Ultra đều được liệt vào dạng Ultra Beast, trong khi cái dạng cơ bản của nó thì không. Cái này chắc là lỗi của mấy ông thiết kế bài thôi. Nhưng mà cho dù không phải Ultra Beast, thì Necrozma cùng với Sogaleo và Lunala cũng có một mối quan hệ mật thiết với Ultra Space và có khả năng mở những cánh cổng Ultra Wormhole. Dù không rõ cụ thể chúng đến từ chiều không gian nào, nhưng ít nhất không phải thế giới của Pokemon là điều chắc chắn. Và kiểu như là để trailer cho các Ultra Beasts ở thế hệ thứ 7, thì thế hệ thứ 6 đã cho ra mắt Pokemon huyền ảo Hoopa, cũng với khả năng mở những cánh cổng kết nối nhiều chiều không gian và di chuyển tự do giữa chúng. Tuy nhiên thì cũng không có thông tin gì xác nhận nguồn gốc của Pokemon này thực sự đến từ chiều không gian khác hay chỉ là có khả năng đấy thôi và nó vốn ở trái đất. Tương tự thì chúng ta có loài Bronzong và Dusknoir cũng có khả năng như vậy.
Có lẽ còn rất nhiều Pokemon khác cũng có nguồn gốc xuất xứ ở ngoài hành tinh. Có một số có thể đã quen thuộc mà chúng ta chưa tìm hiểu hết, cũng có thể có một số sẽ xuất hiện trong tương lai. Tuy nhiên, tôi sẽ kết thúc video này bằng một Pokemon mà chúng ta biết chính xác nó sinh ra ở trái đất của thế giới Pokemon, đó là Minior. Chỉ là nó không sinh ra ở dưới mặt đất mà là trên tầng ozone. Khi ở trên cao thì Minior sẽ hấp thụ những vật chất dạng hạt để hình thành lõi và vỏ của mình. Đến một lúc nào đấy, cơ thể của nó sẽ trở nên quá nặng và rơi xuống đất, nên có lẽ cũng được tính là trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen luôn. Và mặc dù con Rayquaza đã không thể làm tử tế một cái nhiệm vụ mà nó được giao, đó là bảo vệ bầu khí quyển, khi mà nó đã để cho rất nhiều thứ linh tinh rơi xuống trái đất, thì nó vẫn có thể bắt nạt được mấy con Minior bé bé này và dùng chúng làm thức ăn. Việc chạy trốn những kẻ săn mồi cũng là nguyên nhân nữa khiến cho Minior rơi xuống. Đúng lại, đấy là cái video. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết và hy vọng anh em cảm thấy giải trí. Tôi đang cố gắng đầu tư nhiều hơn vào cái mảng nội dung thân thiện kiểu này, không quá chuyên sâu vào chỉ số hay là mảng chiến đấu nói chung, mà tập trung nhiều hơn vào những điều thú vị trong hệ sinh thái của thế giới Pokemon. Hy vọng là những nội dung này sẽ dễ tiếp cận hơn đối với những người vốn dĩ chỉ yêu thích Pokemon qua anime hoặc là vì sự phong phú và dễ thương của chúng, chứ không quá quan trọng về game. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh em vì đã chú ý đến video này cũng như là đã theo dõi hết nó. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!